Kính thưa anh chị em, mùa xuân Canh Tý đang về. Trong giờ phút chuyển giao thiêng liêng của đất trời, mỗi người chúng ta đều cảm thấy bâng khuâng, lưu luyến, vừa cảm thấy phấn khởi, vui mừng. Bâng khuâng, lưu luyến vì một năm cũ đang dần trôi và có những dự tính mà chúng ta chưa thực hiện được, có nhiều cơ hội chúng ta đã bỏ lỡ. Phấn khởi, vui mừng vì chúng ta tin vào một năm mới mở ra với biết bao nhiêu hy vọng, tương lai. Ngày Tết là ngày hội cổ truyền của dân tộc. Tuy vậy, trong lăng kính đức tin, chúng ta, những Kitô hữu, được mời gọi đón nhận những thông điệp của mùa xuân. Trước hết, mùa xuân muốn nói với chúng ta về quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ, trời đất, thiên nhiên và con người. Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn luôn chúc lành, chăm sóc, gìn giữ và tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa là đấng quan phòng, điều khiển vũ trụ, trời đất, tứ thời bát tiết và bốn mùa xuân hạ thu đông thay nhau đắp đổi. Mùa xuân nói với chúng ta về quyền năng yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời mời gọi chúng ta hãy cầu xin với Chúa để Ngài chúc lành cho chúng ta một năm mới được bình an, mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời. Mùa xuân cũng là mùa của hy vọng. Chúng ta biết sau khi trải qua mùa đông, những cây cối đâm chồi nảy lộc và hoa lá xinh tươi khắp nơi, mặt trời mọc lên đem cho chúng ta sự ấm áp về thể xác cũng như tâm hồn. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, chúng ta cảm thấy âu lo và sợ hãi, thấy bạo lực tràn lan, những bất an bất ổn ở lĩnh vực quốc tế, khu vực, quốc gia, gia đình và xã hội. Trước bối cảnh xã hội ấy, mỗi người chúng ta hãy là chứng nhân của hy vọng, đem lại niềm tin trong cuộc đời. Hãy nhìn thấy giữa những khó khăn, những cơ hội để chúng ta vươn lên, vượt qua những chông gai thử thách, tiến tới thành đạt. Một tác giả đã nói rằng, người bi quan thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, người lạc quan thấy cơ hội trong mỗi khó khăn. Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta. Những ai cậy trông vào Người không bao giờ phải thất vọng và không bao giờ phải xấu hổ. Chúng ta hãy tin tưởng cậy trông Thiên Chúa để rồi một năm mới được mọi sự tốt lành và bình an. Thông điệp thứ ba mà mùa xuân muốn gửi đến với cho chúng ta đó là thông điệp của tình Chúa, tình người, của sự ấm áp chia sẻ. Niềm vui được chia sẻ, niềm vui sẽ nhân lên mãi mãi. Niềm vui được chia sẻ sẽ làm cho cuộc sống này quanh năm là mùa xuân, bởi mùa xuân đem cho chúng ta tình Chúa, tình người. Trong những ngày xuân này, chúng ta hãy chia sẻ cho anh chị em, nhất là những người bất hạnh, nghèo khó, cô đơn và đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Chính khi chúng ta cho đi là chúng ta nhận lãnh, chính khi chúng ta thực hiện bác ái là chúng ta tìm thấy sự bình an cho tâm hồn và cho chính cuộc đời mình. Kính thưa anh chị em, mùa xuân là mùa của tình Chúa, tình người, là mùa của hy vọng và là mùa của bác ái, sẻ chia. Tôi xin kính chúc anh chị em một mùa xuân an lành, thánh thiện và tràn đầy niềm vui. Xin cho mỗi chúng ta được thành đạt trong cuộc sống, đón nhận một năm mới với biết bao nhiêu hoài bão tốt đẹp được thực hiện trong gia đình, trong cuộc sống và trong xã hội Việt Nam thân thương của chúng ta. Nguyện xin Chúa Xuân chúc lành cho chúng ta. Xin Mẹ Maria là mùa xuân bất diệt ban cho anh chị em niềm vui, sự ấm áp trong cuộc đời. Xin cảm ơn.